Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách cho dê ăn gì. Dê vừa mới đẻ, cho dê ăn gì có nhiều sữa. Và dê đang có bầu, cho dê ăn gì. Cho dê béo, để sai con. Đấy, đây là dê mới đẻ của mình. Để hai con cái. Dê này đẻ được hơn chục ngày rồi các bạn. Đây là con mẹ của nó. Dê mẹ của nó. Đây. Hai con dê con. Giờ mình sẽ cho dê ăn. Đây, mình cho dê ăn mít. Cái mít mình bóc, mình ăn xong rồi mình bóc ra thì mình lấy vỏ hạt của nó cho dê ăn. Dê rất thích ăn. Bởi vì cái quả mít này nó rất ngọt. Và có lượng đường rất cao. À, mùi thơm nữa. Đây các bạn thấy này. Đây là dê đang có chửa. Dê ăn mít thì sẽ đẻ rất nhiều con. Đây, các bạn thấy không? Bụng rất là to đấy. Đấy, có chửa hết rồi các bạn ạ. Đây chắc là tầm 1-2 tháng gì đấy là đẻ. Vì lúc mình bóc mít ra mình ăn thì mình lấy vỏ nó cho con dê ăn. Mình băm nhỏ ra, băm thành từng khúc nhỏ ra, dê nó dễ ăn hơn. Đấy các bạn thấy không? Dê ăn rất là thích. Đấy. Dê cứ tranh nhau ăn ấy. Tại cả dê con này. Dê con này cũng thích ăn đấy. Đặc biệt là dê con ăn quả mít này lớn nhanh cực kỳ. Vì dê mẹ thì không có nhiều sữa mấy thì mình cho ăn quả mít. Với lại là mình cho ăn lá mít. Đấy, đặc biệt là dê có nhiều sữa luôn. Cỏ thì mình cho ăn thì mình không cho ăn cám gì đâu, dê này. Này, dê này cũng có chửa rồi. Đấy các bạn thấy dê con không? Ăn đáng yêu thế. Nhìn dê con mà thích thật. Tối rồi mà vẫn còn ăn nữa chứ. Thế này chắc lớn nhanh phết đấy. Các bạn có thấy con dê ăn ngon không? Này một tí là dê ăn hết sạch luôn. Quả mít này. Đây em này đang có chửa. Tầm 2-3 tháng gì chắc là nổ. Nói thật là nuôi dê này tận dụng cái phế phẩm nông nghiệp mình bỏ đi để cho dê ăn thì đỡ. Nếu mà chăn nuôi theo cái kiểu hướng công nghiệp thì thua lỗ cũng bao giờ cũng 50-50.
Này mình toàn cho ăn cỏ. Thì mình nuôi được thì chắc cũng không tốn chi phí mấy. Tại vì ăn ngon quá nó hay tranh nhau gì. Đối với dê sắp đẻ thì mình làm cái ngăn cho dê. Đấy, các bạn thấy không? Mình làm cái ngăn thế này. Đấy. Còn kia là cái đây là cái cửa để lúc nào mình thả dê ra. Bạn nhìn dê có đẹp không? Lông mượt. Chả có nào lông xù cả, dê của mình. Lông đẹp cực kỳ luôn. Ở chỗ mình thì giá dê bây giờ thì 150.000 đến 170.000 đồng trên 1 kg. Mình thì cho dê ăn mấy quả mít thì sáng thì mình cho ăn cỏ băm này, với chiều thì cho ăn lá cây, lá mít này, lá chuối này, vân vân. Cho ăn cỏ băm thì ăn no thì đầy bụng ự ra luôn đấy. Đây này, cỏ của mình đây, vừa cắt xong. Đây toàn vườn cỏ đấy. Cỏ viên đê với là cỏ V6 xả. Thôi mình xin dừng video tại đây. Các bạn thấy hay nhớ like và chia sẻ, đăng ký kênh giúp mình nhá. Xin chào.